Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dưới bàn tay cụ tổng tư pháp hại người vô tội, giáo dục hại cả dân tộc. Trong báo cáo mới đây của ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước về công tác tòa án trong năm 2023 nói rằng năm 2023 chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội. Trong khi đó, chính quyền mới vừa cho thi hành án tử hình oan với tử tù Lê Văn Mạnh, cách đó chưa lâu. Trắng trợn làm án oan nhưng lại được ưu ái vào Bộ Chính trị và giờ được phong giáo sư. Được biết, đây không phải là phát biểu lần đầu tiên của ông Nguyễn Hòa Bình về án oan. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Hòa Bình cũng đã nói rằng trong 5 năm không phát hiện án oan sai nào. Trong khi đó, vào tháng 5 năm 2020, chính ông đã chấp nhận vật chứng mua ngoài chợ về để kết án tử cho Hồ Duy Hải trong phiên xét xử giám đốc thẩm. Vụ án được công luận quan tâm và hầu hết đều rất phẫn nộ trước phán quyết của tòa, bởi tòa đã kết án oan cho Hồ Duy Hải một cách quá trắng trợn. Việc làm án oan một cách lạnh lùng rồi sau đó nói trước truyền thông là không có án oan, như là bản chất của ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vậy. Bản chất được ông Nguyễn Văn Thiệu mô tả rất chính xác trong câu nói mà nhiều người luôn nhắc đi nhắc lại rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Lời nhắc của ông cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất đúng với những gì ông Nguyễn Hòa Bình đã nói, hãy nhìn những gì ông ta làm. Đừng nghe những gì ông Nguyễn Hòa Bình nói và hãy nhìn những gì ông ta đã làm được thì sẽ thấy rõ bản chất con người ông này. Nguyễn Hòa Bình là một con người nguy hiểm cho ngành tư pháp. Trước đây ngành tư pháp hàm oan dân còn giấu giếm, chứ đến thời điểm của ông Nguyễn Hòa Bình thì công khai trắng trợn. Cứ hàm oan rồi lại nói những lời đạo lý vô nghĩa và giả tạo, nhưng lại được bộ máy bung hết công suất ra để mà tuyên truyền nhằm lấn át những tiếng kêu gào của dân oan trên khắp mọi miền của đất nước. Sau khi ép án tử cho Hồ Duy Hải với chứng cứ mua ngoài chợ, thì lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng cần loại ông Nguyễn Hòa Bình ra khỏi ngành tư pháp để ngành này bớt tàn nhẫn đi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng lại nâng ông Nguyễn Hòa Bình lên nấc thang quyền lực mới. Ở Đại hội 13 vào đầu năm 2021, trong vai trò là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội, ông Trọng đã để cho một hung thần của ngành tòa án lọt vào Bộ Chính trị. Điều này cho thấy ông Trọng đã đi ngược lại ý chí của người dân. Tuy nhiên, ông Trọng có đánh tham nhũng thật. Mặc dù vậy, điều mà ông làm hại cho dân cho nước thì ai cũng thấy. Công lao đốt lò Bác Tổng thì ôm hết. Còn việc dùng những người hại dân, hại nước như Nguyễn Đức Chung, Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh, v.v. thì dường như không phải là thành tích của ông Tổng vậy. Với vai trò là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng chính là người phải chịu mọi trách nhiệm chính trong việc phá nát nền tư pháp của đất nước. Thời mà ông Trọng làm Tổng Bí Thư, giáo dục thì nát và tư pháp lại xuống cấp. Tư pháp là sửa người, còn giáo dục là chồng người. Cách làm của tư pháp của Cộng sản hiện nay không những không sửa người, mà còn làm hại người nhiều hơn nữa. Trong khi đó, ngành giáo dục từ khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư với cái đời bộ trưởng như Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ và bây giờ là Nguyễn Kim Sơn đều khiến cho ngành giáo dục của Việt Nam trở nên tệ hại như ngày hôm nay. Người ta nói bác sĩ dởm thì hại một số người, thầy dởm thì hại hàng trăm, thậm chí hàng ngàn học sinh. Còn nếu giáo dục nát thì làm cho cả một dân tộc bị thui chột. Cho nên, cái hại lớn nhất là Cộng sản đã để cho nền giáo dục luẩn quẩn dưới vũng bùn như hiện nay, thì có thể nói tương lai u ám đang chờ đợi dân tộc này phía trước. Đánh tham nhũng là cách tạo tiếng vang cho cá nhân ông Tổng, chứ người thay thế quan tham cũng chẳng khá hơn kẻ đã bóc lịch vì tham nhũng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Lê Hoàng Quân xuống được thì thay thế bằng Nguyễn Thành Phong, rồi Nguyễn Thành Phong cũng lại bị kỷ luật. Tại Hà Nội thì Nguyễn Đức Chung được thay bằng Chu Ngọc Anh, mà Chu Ngọc Anh thì cũng chẳng khá hơn gì, cũng bị bắt bỏ tù. Tất cả những hoạt động chống tham nhũng không hề giúp chính quyền sạch hơn. Trong khi đó, tư pháp bẩn và giáo dục bẩn đang tàn phá đất nước, còn kinh khủng hơn cả chiến tranh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Dưới bàn tay cụ Tổng, tư pháp hại người vô tội, giáo dục hại cả dân tộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sách ma túy thì được tha, tập mô tô thì bị tóm, Ngọc Trinh bị tướng Nam biến thành chân dài oan. Là công dân Việt Nam thì phải luôn chứng kiến những bất công và kèm theo đó là những bất lực. Bởi nhà nước này luôn hành động một cách tùy tiện, không theo luật nào cả. Dân chịu oan thì chỉ có chấp nhận oan mà chẳng biết đi đâu để mà đòi công lý. Bởi vì kẻ cầm cán cân công lý ở xứ này cũng chính là kẻ tạo ra bất công và kể cả oan khiên cho người dân thấp cổ bé họng. Chuyện hai chàng thanh niên bắt trộm con vịt về nhậu bị tuyên án 7 năm tù, còn cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thất thoát tới 15.000 tỷ đồng tiền của dân thì được hưởng án treo là hình mẫu cho cái gọi là công bằng dân chủ văn minh của chế độ này. Sách 11kg ma túy nhưng lại được thả. Mới đây, ông Lê Hồng Nam, thiếu tướng, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam người mẫu Ngọc Trinh làm cả xã hội bất ngờ. Từ bất ngờ đi đến bất bình. Bởi Ngọc Trinh chỉ tập mô tô với những tư thế nguy hiểm, chứ cô không làm gì phi pháp. Một số chuyên gia pháp luật cho biết tội này không đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền, tước bằng lái nếu có hoặc thu xe là đủ. Tuy nhiên, công an thành phố Hồ Chí Minh lại đi quá xa khi bắt giam cô người mẫu nổi tiếng này. Mạng xã hội hầu hết tỏ ra bất bình với quyết định của công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu so sánh tội của Ngọc Trinh với tội của 4 tiếp viên hàng không, những người đã xách hơn 10kg ma túy tổng hợp về sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 3 vừa qua thì mới thấy sự tùy tiện của công an thành phố Hồ Chí Minh. 4 tiếp viên hàng không bị bắt tại trận, có nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho thả người. Như thông thường, mỗi lần bộ máy công quyền chà đạp lên luật pháp bằng những hành động tùy tiện và bị dư luận phản ứng thì ngành tuyên giáo lại chỉ đạo báo chí ra tay. Trên báo, những luật sư nô bộc lại dùng các mác luật sư trả lời báo chí để bao che cho sai phạm của công an. Theo đó, họ kiến giải rằng Ngọc Trinh phạm vào tội gây rối trật tự công cộng, cộng đồng ở đây được hiểu là không gian mạng. Chỉ tập mô tô nhưng lại bị bắt giam. Đây là sự kiến giải rất tùy tiện, bởi Quốc hội chưa hề thông qua điều luật nào nói không gian công cộng bao gồm không gian mạng. Vậy là mấy ông luật sư nô bộc này lại muốn làm thay cả công việc làm luật của Quốc hội hay sao? Còn nghiêm trọng hơn nữa là ông luật sư nô bộc này lại vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc cơ bản nhất mà người luật sư nào cũng phải học qua. Khi cơ quan nhà nước làm sai, thay vì nghe lời góp ý của dân để mà chùn tay lại và sửa sai, thì chính quyền của Đảng Cộng sản lại không làm như vậy. Họ dùng bộ máy công an để bịt miệng người lên tiếng và dùng báo chí tuyên truyền chiếm diễn đàn để đánh lạc hướng dư luận. 800 tờ báo nô bộc được sử dụng để hót đồng thanh cùng một bản nhạc để át đi những tiếng nói đòi công lý yếu ớt từ người dân Việt Nam. Trong trường hợp của Ngọc Trinh, cô đang bị cả một bộ máy khổng lồ, cố tình bịa luật để gán ghép tội cho cô. Cô bị chính quyền tự xưng là của dân, do dân, vì dân, biến thành dân oan. Và có lẽ đúng hơn là nghệ sĩ oan hoặc chân dài oan. Ông Lê Hồng Nam hành động tùy tiện trong vụ bắt Ngọc Trinh. Nếu so sánh lỗi của Ngọc Trinh với lỗi của nghệ sĩ Hoài Linh thì sẽ thấy sự bất công trong các hành xử của chính quyền Đảng Cộng sản. Tính đến thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng livestream tố cáo, nghệ sĩ Hoài Linh đã gom được tới 14 tỷ đồng từ các mạnh thường quân nhưng đã ỉm đi, không phát cho nạn nhân chịu thiên tai đồng nào. Điều này không đủ yếu tố để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay sao? Cùng trong giới nghệ sĩ, nhưng ông Lê Hồng Nam có thể dung túng cho người này phạm pháp nhưng lại trừng trị cho người khác phạm lỗi nhỏ, không đáng tội. Vậy thì
ông này có xứng đáng để đứng đầu một lực lượng trấn áp của một thành phố lớn hay không? Ông ta có bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật hay chính ông ta lại chà đạp lên pháp luật? Đây là câu hỏi được đặt ra. Một chính quyền đã làm sai mà còn cố tình che đậy, cố bảo vệ cái sai tới cùng thì có thể nói là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho dân và nguy hiểm cho cả xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Sách ma túy thì được tha, tập mô tô thì bị tóm, Ngọc Trinh bị tướng Nam biến thành chân giải oan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.